Tiếp theo đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một ván cờ vô cùng hay tại giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2017 diễn ra tại Campuchia. Một ván cờ Việt Trung đại chiến vô cùng mãn nhãn, Đào Quốc Hưng của Việt Nam đại chiến Tào Nham Lỗi của Trung Quốc. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức một ván hợp đồng tác chiến của cặp pháo tạo sát đẹp mê hồn hơn cờ thế giang hồ.